Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trồng đen, con người. Trồng đen là bản sao của nhãn cầu. Vì vậy, những đốm màu xuất hiện trên trồng đen cũng cho thấy các cơ quan liên hệ có sỏi, u bướu hoặc ư máu. Nếu chung quanh trồng đen xuất hiện những dòng màu vàng thâu, chứng tỏ ở gan tích tụ quá nhiều chất độc. Người ta thường nghĩ màu sắc ở trồng đen khác nhau tùy theo chủng tộc. Thực ra có sự khác nhau này là do thể chất chịu tác động của môi trường sống và món ăn thức uống từ lúc còn nằm trong bụng mẹ. Thí dụ người có trồng đen màu xanh thường chào đời và lớn lên trong môi trường phương Bắc ít nắng. Trong khi trồng đen màu nâu là người sống trong khí hậu ôn đới có độ 4 mùa và người sống trong môi trường nhiều ánh nắng nhiệt đới thường có trồng đen màu nâu đậm hoặc đen lánh. Màu trồng đen thường biến đổi suốt đời người, lúc niên thiếu có màu sậm và sáng dần ra theo thời gian trưởng thành. Ở giữa trồng đen có con người, bình thường trong suốt nhưng có khi đổi màu. Con người của người lớn sẽ đổi thành xanh biếc, thường là do nhãn áp tăng quá cao. Nếu màu vàng thì có đờm dày tích tụ do túi mật hoạt động kém. Một bớt màu đen cho thấy thận bị rối loạn. Không chỉ ở con người, những bớt màu vàng và đen nổi lên ở các phần khác của nhãn cầu cũng cho thấy các cơ quan liên hệ đã bị bệnh. Bớt màu tím hoặc là xanh bầm nổi ở bất kỳ vùng nào đều là dấu hiệu hết sức nguy hiểm. Màu nâu sẫm cho thấy các cơ quan liên hệ bị xơ cứng, mất tính dẻo dai bền bỉ. Đường biên giữa trồng đen với trồng trắng và đường biên giữa con người với trồng đen phản ánh tình hình hệ thần kinh giao cảm. Nếu đường biên giữa trồng đen và trồng trắng bị mờ nhòe, không phân biệt rõ ràng, thì độ cảm nhận của thần kinh chính cảm, tức là trực giao cảm bị suy yếu và sức nhìn bị giảm. Tình trạng này hiện nay khá phổ biến. Trong khi đường biên giữa con người và trồng đen bị mờ đục, thì thần kinh phó cảm có vấn đề. Con người phải đáp ứng nhanh chóng với tình trạng thay đổi ánh sáng, môi trường càng sáng, con người càng co nhỏ lại, môi trường tối, con người sẽ nở lớn ra. Nếu hệ thần kinh giao cảm không hoạt động tốt, con người sẽ đáp ứng chậm và phản ứng yếu. Theo đông y, đường biên bao quanh con người có liên hệ với dạ dày và ruột. Nếu ở đây có vết lõm thì các cơ quan này bị loét. Nếu con người nở lớn, một tình trạng âm thường là do dùng cần sa, ma túy, các chất gây nghiện khác hoặc lạm dụng thuốc men quá dược. Con người giãn nở cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ở mạch máu não, bị viêm màng não hoặc viêm não B. Trái lại, con người co nhỏ thường thấy ở những trường hợp có khối u ở não, xuất huyết não, bị tiểu đường. Trong trường hợp ngộ độc thuốc phiện morphine, con người có thể co nhỏ như mũi kim. Con người hai mắt có hình dáng to nhỏ khác nhau, kỳ lạ hoặc biến dạng, không còn tròn nữa, thường xuất hiện ở người bị lao tủy sống hoặc là giang mai não tủy. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản.